Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 18 tháng 10 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp cho hay, người tuổi Tý đi thẳng vào vấn đề, không nên quay sang chỉ trích chê bai người khác khi có sự cố xảy ra với bất cứ mâu thuẫn căng thẳng nổ ra ngày hôm nay điều quan trọng là hãy nói lên những suy nghĩ cảm xúc của mình mọi người đều muốn nghe những chia sẻ và phản hồi của bạn để biết được cần phải làm gì đấy thiên ấn hỗ trợ để người tuổi tý phát triển sự nghiệp cho những ai đang theo đuổi sự nổi tiếng hôm nay khả năng bạn sẽ trở thành một nhân vật có ảnh hưởng tích cực đến đời sống của một người nào đó ngày này không hề tốt cho những ai đang bị bệnh mãn tính bạn cố gắng duy trì việc uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ bên cạnh đó không quên thực hiện các thói quen tốt như ăn uống đủ chất chăm chỉ tập luyện để cải thiện thể trạng hiện tại tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim mưu sự còn bị nghẽn lối gặp trắc trở không nên tranh giành nhưng vẫn có tài lộc hoặc có tin tức tốt về công việc cần tránh người muốn đem tình cảm kết bạn với mình nói chung công việc trước khó sau dễ tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy Ngày có nhiều biến động hoặc thay đổi do đã có dự tính trước hoặc có sự thay đổi, gặp gỡ bất ngờ. Nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở hoặc phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức khác làm đảo lộn công việc. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn nhưng cũng gặp trắc trở chút ít. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn nhưng cũng gặp trắc trở chút ít. Có nhiều biến động hoặc thay đổi do đã có dự tính trước hoặc có sự thay đổi, gặp gỡ bất ngờ nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở hoặc phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức khác làm đảo lộn công việc có tin vui hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn tài lộc vào nhanh ra nhanh có lộc ăn quà tặng tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ ngày thuận lợi cho việc kết bạn đính ước hội họp tiệc tùng đình đám có tin vui ở nơi xa hoặc có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân thuận lợi cho việc khởi công hợp tác đầu tư kết thúc công trình tài lộc tốt tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc có nhiều sự việc xảy ra bất ngờ ngoài dự tính không nên ngại sự chậm chạp vẫn có kết quả tốt ngày có sự gặp gỡ hội họp tiệc tùng cuộc vui có người ở xa trở về hoặc có tin của họ tử vi tuổi sửu xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, tam hội khuyên con giáp tuổi sửu đừng đặt những mục tiêu sự nghiệp của mình lên trên các mục tiêu và đời sống cá nhân trong ngày này, bởi vì sự cân bằng mới là điều quan trọng nhất, chớ nên quên điều đó. Bạn cần phải chu toàn trong gia đình lẫn cuộc sống cá nhân trước khi có những bước tiến trong sự nghiệp. Người tuổi sửu gặp vận may về tiền bạc trong ngày này nhờ có thiên tài, thậm chí có người còn trúng thưởng thế nhưng bạn cũng đừng vì thế mà tiêu pha nhiều lên. Tiền là thứ rất dễ mất đi, có bao nhiêu cũng chẳng thể nào đủ, nên ưu tiên kế hoạch tiết kiệm hơn bạn nhé. Thổ Mộc Sung khắc nhắc bản mệnh cẩn trọng trong từng hành động, chớ để xảy ra sai sót đáng tiếc. Bạn đang có dấu hiệu vì muốn giảm cân nên bạn đang có những quyết định sai lầm trong việc lựa chọn thức ăn, đây là nguyên nhân khiến cơ thể bạn thiếu một số chất quan trọng. Tử vi tuổi ất sửu, thuộc mệnh kim. Không nên mong cầu những chuyện lớn lao đều khó có kết quả, có thể lại hao tốn. Việc như thế nào thì nên làm bình thường, có tin tức ở xa, tài lộc vào ra thất thường, tránh tranh cãi, bàn chuyện người không tốt. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy. Cần nói lên ý kiến của mình cho mọi người biết để cùng nhau giải quyết công việc gấp gáp hoặc có chuyện buồn. Ngày sức khỏe không tốt hoặc có sự phân vân trước vấn đề cần giải quyết. Cũng không nên nản trí nếu đây là cơ hội tốt mở ra cho mình tiến lên. Tử vi tuổi kỳ sửu thuộc mệnh hỏa Nên ra đi giải quyết công việc không nên bối rối khi gặp những tin không tốt hoặc cần phải sửa đổi ngày có nhiều sự đương đầu với những trở lực khó khăn hoặc tâm tình bất an sức khỏe không tốt có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn quý nhân và có hao tốn tuy nhiên cần phải cố gắng giải quyết không nên để qua ngày khác tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ ngày có nhiều sự hao tốn hay phải lo lắng cho công việc có tin buồn có người đến đem lại sự bất lợi cho mình có tin không tốt của thân nhân bè bạn trong một chuyến đi hoặc công việc Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc. Ngày không nên toan tính hoặc bày vẽ thêm mọi việc sẽ không có kết quả mà còn gặp sự khó khăn, hao tốn. Ngày gặp chuyện không đâu, không có lợi, chỉ nhận được những tin buồn. Dù có người đến đem lại lợi lộc cho mình cũng phải có sự hao tốn, chia sẻ. Sức khỏe không tốt, có tin xa. Tử vi tuổi dần. Sự bướng bỉnh không mang lại ích lợi cho người tuổi dần trong ngày có kiếp tài đâu nhé. Hãy cố gắng nhìn nhận mọi vấn đề dưới góc độ khách quan thay vì cố khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình và biến bản thân thành một kẻ giáo điều. Mọi người luôn luôn tôn trọng sự rõ ràng, tích cực nơi bạn. Hôm nay công việc của bạn mệnh diễn ra khá suôn sẻ. Bạn bè hoặc đồng nghiệp nhiệt tình chỉ ra lỗi sai và còn giúp bạn tiến bộ hơn mỗi ngày. Ngày 18 tháng 10 năm 2021 là ngày tam nương sát. 6 kỳ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Đề phòng sức khỏe không tốt, hoặc có tin tức không thuận lợi về mặt sức khỏe, tình cảm của mình hoặc của người thân. Cẩn trọng về lời nói, văn thư, giấy tờ có sự lầm lẫn khiến mình bị ràng buộc, thị phi, sai hẹn, rời hẹn. Hành động không chu đáo gặp rủi ro phải làm lại, hoặc không nên quyết định mọi việc một cách nhanh chóng, sẽ gặp trở lực. Tin tức chậm chạp. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa ngày có nhiều sự thay đổi không giống như mình suy nghĩ. Nên đặt nặng vào công việc, chớ nên lơ là. Việc vui chơi chỉ nên giới hạn hoặc có tin. Nên xem xét, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm chạp, khó khăn. Tử vi tuổi mậu dần, thụ mệnh thổ. Nên cẩn trọng trong mọi việc. Dễ có sự hao tốn hoặc cực nhọc, chắc trở đưa đến hao tán. Sức khỏe không tốt, chuyện vui cũng không vừa ý. Ngày có nhiều sự thay đổi không giống như mình suy nghĩ nên xem xét tu bổ sửa chữa chỉnh đốn lại những công việc cũ sự mong cầu về tiền bạc còn chậm chạp khó khăn tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc không nên vướng vào chuyện tình cảm đã đến lúc phải có sự kết thúc thay đổi hoặc không nên vì tình cảm mà làm hại đến công việc dự tính của mình cuộc vui nào cũng có cuộc tàn có tin xa công việc không nên tính toán quá nhiều sẽ không có lợi có quý nhân giúp đỡ nhưng chỉ là lời hứa có sự hoàn trả nợ nần chi phí Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim. Công việc dễ bị bỏ dở, bỏ ngang do có sự kiện khác xảy ra, hoặc có cuộc gặp gỡ ngắn hạn vừa về công việc vừa về vui chơi, tình cảm. Có tài lộc nhưng dễ hao tốn, không nên bàn chuyện người hoặc nhúng tay vào công việc của người khác. Tử vi tuổi Mão hãy cố gắng tránh đặt bản thân vào một tình huống khó xử khi có tỷ kiên gây ra những căng thẳng về mặt tinh thần cảm xúc ngày hôm nay nhé con giáp tuổi mão theo tử vi hàng ngày cho thấy nhìn nhận mọi việc một cách khách quan và cố gắng rời xa những phiền toái là cách duy nhất để bạn có một ngày mới thoải mái đừng đặt bản thân ở chế độ tự động trôi đây là ngày mà bạn cần phải có sự chủ động và tích cực trong mọi bước đi của chính mình nếu muốn bản thân không bị thụt lùi hãy có thái độ tích cực hơn với đời sống nhé tình hình tài chính của bản mệnh đang được cải thiện trong ngày này. Có được điều này là do bạn có kế hoạch hơn trong chi tiêu, kiểm soát việc mua sắm và dành nhiều tiền cho tiết kiệm. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều tin tức không tốt, hoặc công việc phải làm trong sự nhẫn nại khó khăn mới có thể thành công, có kết quả. Không nên hấp tấp vội vàng thoái lui hoàn toàn không có lợi. Cẩn trọng khi đi đường hoặc di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc có rủi ro. Cuộc hẹn dễ bị giang dở, chờ đợi lâu lắc truyền tình cảm không nên có thái độ dứt khoát vì chưa phải lúc có tiệc hoặc có khách đến tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa mọi việc nên cẩn trọng dù công việc trước đây có sự thuận lợi cũng phải đề phòng trường hợp bất chắc rủi ro do sự thiếu sót bỏ quên chỉ thuận lợi cho việc tu bổ sửa chữa chỉnh đốn lại những công việc cũ nói chung mọi việc hay có sự đảo lộn chắc trở ngoài dự tính tuy nhiên vẫn có quý nhân giúp đỡ tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ không nên tin vào sự xét đoán của mình, sự việc sẽ không đúng như suy nghĩ. Việc đi lại nên cẩn trọng hoặc hay phải rời hẹn trong sự gặp gỡ. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải mua sắm, tu bổ. Nhà có hỷ sự, có khách hoặc có tin, có ăn uống, quà tặng hoặc được mời, có tài lộc, có sự giúp đỡ của quý nhân. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc. Làm gì cũng không nên nóng nảy, hấp tấp, có sự trở ngại chút ít không nên quyết định theo tình cảm hoặc e ngại sự phật lòng đưa đến hao tốn bất lợi cho mình mọi việc không nên kéo dài có lộc nhỏ hoặc lộc ăn tiệc tùng đình đám tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim ngày có tiệc tùng đình đám hội họp gặp gỡ bè bạn thân nhân không nên bày vẽ kéo dài mọi việc sẽ có chuyện không hay gặp bất lợi cho mình dễ gặp rủi ro tranh cãi xung đột việc đến không được như ý trọn vẹn có lời trách oán tử vi tuổi thìn. Chính tài mang tới tài lộc tiền bạc rồi rào cho những người tuổi thìn giỏi làm ăn. Thế nhưng nếu thu nhập có tăng lên thì cũng đừng nên tiêu xài hoang phí hay thay đổi lối sống, hãy giữ mọi thứ ở mức khiêm tốn thôi bạn nhé. Thổ mộc sung khắc cho thấy bản mệnh đã tốn công vô ích làm việc gì mà bản thân không thực sự thích cho nên kết quả lúc này cũng không được như ý. Bạn rút ra khá nhiều bài học cho những lần như thế này để lần sau biết dùng thời gian của mình hiệu quả hơn. Ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay là ngày khởi công tạo tác trăm việc tốt, tốt nhất là xây cất nhà, che mái dựng hiên, trổ cửa dựng cửa, cưới gá chôn cất, làm ruộng, nuôi tằm, đặt táng kê gác, chặt cỏ phá đất, cắt áo, làm thủy lợi. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa. Dù gặp sự thuận lợi cũng nên chậm rãi, vừa làm vừa thăm dò. Không nên có sự vồn vã về tình cảm khiến cho người khác nghi kỵ. Cần đắn đo trong việc giao hẹn, đính ước, soạn thảo giấy tờ. Có tin xa tốt xấu lẫn lộn tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ. Nên có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm về nhà cửa, đồ đạc, sự mong cầu tin tức về công danh, tình cảm đều chậm, hoặc có sự thay đổi không đúng với dự tính. Có cuộc đi ngắn nhưng cũng không đem lại kết quả gì, hoặc không thể đi được. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc. Mọi việc mong cầu cần phải dựa vào sức hoặc uy tín của người khác thì mới thành công. Tuy nhiên mọi sự đều phải sòng phẳng để tránh sự mít lòng về sau. Nên di chuyển, đi xa ngày có nhiều công việc đến dồn dập cũ cũng như mới hoặc có nhiều người đến hoặc có nhiều tin tức nên thanh toán những gì mình còn dính líu ở quá khứ hoặc nên giải quyết cho xong những việc đã kéo dài từ lâu hao tài về giao thiệp giải trí chữa bệnh tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim có tin tức ở xa có người đến nhờ mình giúp đỡ hoặc giúp về ý kiến có tin tức tốt về tiền bạc tài lộc nhưng dễ hao vì giao thiệp chia sẻ có cuộc vui ngắn có tin buồn Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Có tin xa, mọi việc nên mạnh dạn và tiến hành mới có thể vượt qua được khó khăn hiện tại. Nếu không như vậy thì công việc sẽ không có kết quả, bị đứng chừng, bế tắc. Kết quả còn xa. Tử vi tuổi tỵ. Ảnh hưởng của thương quan nên sức ảnh hưởng của con giáp tuổi tỵ hôm nay không được tốt, sẽ rất khó để có thể thay đổi quyết định của một người nào đó ngày hôm nay, bởi vì dường như khả năng thuyết phục của bạn đang không được mạnh mẽ giống như bạn mong đợi đâu. Hãy chờ đợi một cơ hội khác thì hơn. Sức khỏe của bản mệnh hôm nay không được khả quan, cần chú ý chế độ ăn uống nghỉ ngơi nhiều hơn. Hoặc có thể người trong nhà ốm bệnh khiến bản mệnh lo lắng, căng thẳng. Hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm 2021 dương lịch là ngày can kỷ, ngày can kỷ không trị bệnh ở tí bản mệnh lưu ý không tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa ngày sung của buồn mạng nếu có toan tính việc đi xa di chuyển hoặc tiến hành công việc không nên e ngại sự trắc trở không đúng hẹn không đúng với dự tính mọi việc sẽ có kết quả và có quý nhân bè bạn giúp đỡ tuy nhiên nếu đã thành công thì không nên tiến thêm dù là chuyện tình cảm cũng vậy tài lộc tốt tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ ngày sung của buồn mạng có nhiều công việc đến cần phải lo âu giải quyết hoặc phải hao tốn về sửa chữa mua sắm có cuộc đi ngắn mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính không nên nhúng tay vào chuyện của người khác tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc ngày xung của buồn mạng đề phòng có người dòm ngó vào chuyện của mình hoặc gặp chuyện thị phi nói xấu tranh cãi có tin buồn sức khỏe không tốt đề phòng rủi ro tai nạn mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường. Bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối, hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính. Không nên nhúng tay vào chuyện công danh, tình cảm của người khác. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Ngày sung của buồn mạng. Có cuộc đi ngắn nhưng niềm vui không trọn vẹn. Việc vui chơi không nên quá lời. Tiền bạc tuy có nhưng dễ hao hoặc phải có sự chia chác. Có tin buồn. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Ngày sung của buồn mạng. Có tin xa nên cẩn trọng trong vấn đề đi lại có sự sai hẹn rời hẹn hoặc gặp rủi ro có sự tu bổ sửa chữa mua sắm đồ đạc vật dụng xe cộ có tin buồn tử vi tuổi ngọ danh tiếng hình ảnh đầy tích cực của của người tuổi ngọ dưới sự che chở của thực thần sẽ giúp bạn mở ra những cánh cửa thú vị ngày hôm nay cho bạn cơ hội được tương tác với những nhân vật quan trọng có tầm ảnh hưởng đến công việc cuộc sống của bạn đừng bỏ lỡ cơ hội của chính mình nhé. Trong ngày những băn khoăn của bạn chất chồng vì cơ thể mệt mỏi, không nghĩ được gì nhiều. Nếu có thể bạn nên sắp xếp để hoàn thành công việc sớm, có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 13 âm lịch nhân thần ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân, gan. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim. Ngày trung bình, việc thế nào thì làm như vậy, không nên thay đổi có tin xa có quý nhân gặp lại người xưa hoặc chỉ có tin mà không gặp mặt tình cảm tốt không nên quyết định nhanh chóng cần phải chờ đợi xem sự việc diễn tiến sẽ có kết quả như ý tài lộc tốt hoặc có tin tốt tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy có cuộc đi ngắn hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn dễ hao tài tốn kém về đi lại giao dịch mua sắm nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên dè dặt hoặc mình phải chịu hao tốn cho nên nếu vì tình cảm ân nghĩa thì nên tiến hành nếu không như vậy thì chỉ nên góp ý kiến tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hòa về công việc hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên dè dặt hoặc mình phải chịu hao tốn cho nên nếu vì tình cảm ân nghĩa thì nên tiến hành nếu không như vậy thì chỉ nên góp ý kiến có chuyện vui có tin tức ở xa hoặc có sự gặp gỡ tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ ngày có tin vui thì sự tiệc tùng gặp gỡ có người đi xa hoặc có tin tức ở xa nên cẩn trọng trong vấn đề di chuyển đi lại có rủi ro có sự thuận lợi về tiền bạc công việc làm ăn tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc có sự hò hẹn gặp gỡ giữa mình và thân nhân bè bạn có tiệc tùng đình đám vui chơi hoặc có tin tức tốt về công danh tình cảm ngày có nhiều chuyện xảy ra cần phải có sự dàn xếp khéo léo để giải quyết tất cả nên cẩn trọng khi đi lại, di chuyển có trở ngại nhỏ. Tử vi tuổi mùi, thiên tài ghé thăm mang đến những khoản tiền lợi nhuận đến với người tuổi mùi. Thế nhưng đừng vì cảm xúc mà ảnh hưởng tới kế hoạch tiền bạc tương lai. Biết tìm hiểu và làm chủ tâm lý trước mọi tình huống liên quan tới tiền bạc, bạn sẽ đưa ra được những chiến lược sáng suốt. Thổ Mộc xung khắc cho thấy bạn không đủ khéo léo để duy trì các mối quan hệ tốt đẹp xung quanh mình hôm nay bạn nhớ tránh xa các chuyện tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình chỉ vì những vấn đề tranh cãi nhỏ nhặt trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng nam phía trong phòng giường và cửa phòng thai phụ do đó không nên lui tới tiếp xúc nhiều dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim có tin tức đi xa của thân nhân hoặc bè bạn có cuộc gia đi ngắn hạn nhà có tiệc tùng đình đám hoặc được mời dự tiệc, có lộc ăn, có sự tu bổ, sửa chữa hoặc mua sắm. Tài lộc trung bình, ngày có nhiều công việc bận rộn về giao thiệp xử thế khiến cho tiến trình làm việc dễ bị đứt đoạn. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy. Sức khỏe không tốt, có nhiều chuyện buồn phiền trong lòng, gia đạo bất an, nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự trắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói dễ bị hiểu lầm hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu chỉ nên nghỉ ngơi không nên mưu tính sẽ khó có kết quả tử vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự trắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết sẽ có quý nhân giúp đỡ hoặc có cơ hội sức khỏe không tốt có tin buồn gia đạo bất an trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói dễ bị hiểu lầm hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu chỉ nên nghỉ ngơi, không nên mưu tính sẽ khó có kết quả. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều sự bận rộn cần phải lo toan giải quyết. Trong nhà hoặc trong công sở có sự tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn đồ đạc vật dụng. Sức khỏe không tốt, mọi việc khó thành, không thuận lợi. Không nên bày vẽ thêm mọi chuyện. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc. Ngày có nhiều sự việc xảy ra rất bận rộn khiến mình phải lo toan, giải quyết có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm đồ đạc, vật dụng hoặc có cuộc gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có tin buồn, sức khỏe không tốt, tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi thân. Hôm nay, nhờ có chính quan mà tâm trạng của người tuổi thân ngày hôm nay đầy tích cực và thoải mái, bạn tự tin hơn bao giờ hết và luôn luôn sẵn sàng cho mọi thử thách. Vậy thì đây chính là cơ hội để bạn ghi điểm trong mắt một nhân vật đặc biệt nào đó trong ngày thứ hai này đấy. Hôm nay bản mệnh nên có những hoạt động gần gũi hơn với thiên nhiên để cải thiện sức khỏe. Việc này sẽ mang đến nhiều lợi ích thiết thực về mặt thể chất tinh thần, đồng thời nâng cao chất lượng các mối quan hệ. Ngày 18 tháng 10 năm 2021 là ngày Tam Nương sát, ngày hôm nay được xem là ngày xấu. Bản mệnh lưu ý ngày này nên kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Tử vi tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh Thủy. Ngày tốt trung bình, việc đến như thế nào thì làm như thế ấy tình cảm vui vẻ, có tin tức ở xa, ngày có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn quà cắp dự tiệc, việc làm gặp quý nhân hoặc công việc dễ dãi thuận lợi, có cuộc đi ngắn hoặc có sự sửa chữa tu bổ, mua sắm về đồ đạc. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian sẽ có kết quả tốt hoặc được quý nhân giúp đỡ về ý kiến hoặc về vật chất. nên thay đổi phương hướng kế hoạch tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ. Chuyện tình cảm không nên hấp tấp cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ. Có sự thuận lợi trong việc thay đổi phương hướng kế hoạch, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn, tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ. Không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian, sẽ có kết quả tốt. Chuyện tình cảm không nên hấp tấp cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc ngày có nhiều công việc hoặc có tin tức đến bận rộn khiến phải lo toan hoặc phải giao tiếp công việc dễ có sự bỏ dở hoặc có sự thiếu sót gặp trở ngại có quý nhân giúp đỡ hoặc đến bàn chuyện có lợi cho mình tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim làm gì cũng không nên hấp tấp dễ gặp rủi ro kết quả không được như ý chuyện tình cảm không nên dây dưa nhúng tay vào chuyện của người khác đều không tốt dễ mất uy tín có người cần mình giúp đỡ ngoài nhiệm vụ của mình tử vi tuổi dậu. Thiên quan nhắc nhở ý thức tự kỷ luật của người tuổi dậu cần phải được thi hành ngày hôm nay, bởi vì sức cuốn hút, sự quyến rũ sẽ có ở khắp mọi nơi, đòi hỏi bạn phải nỗ lực để chống lại nó. Hãy là một tấm gương tốt cho chính mình trong ngày này nhé. Chưa có thói quen kỷ luật bản thân đừng mơ tới chuyện làm giàu vì đó là quá trình gian khổ nhưng đầy vinh quang, luôn khuyến khích bạn chiến thắng bản thân để làm những điều ý nghĩa cho cuộc sống của mình bất chấp hoàn cảnh của bạn đang ở đâu, vị trí nào trong xã hội tình hình sức khỏe của bạn không tốt cho lắm con giáp này không nên xem thường việc nghỉ ngơi bởi điều đó giúp bản mệnh tránh bị căng thẳng và đầu óc có thể tỉnh táo và thoải mái nhất tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy ngày nhận được nhiều tin tức không tốt về công danh tình cảm tài lộc không nên nhúng tay vào chuyện người hoặc hấp tấp quyết định cho họ đều sai lầm có lộc nhỏ hoặc có quà tặng có người đi xa có tin tức ở xa tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở sức khỏe không tốt có tin buồn mọi việc đều khó hoàn tất dễ gặp những chuyện trái ý nên nghỉ ngơi tu bổ chỉnh đốn lại những công việc cũ hoặc có sự gặp gỡ đám tiệc có lộc nhỏ hoặc quà tặng lộc ăn tử vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ mọi việc đều khó hoàn tất dễ gặp những chuyện trái ý nên nghỉ ngơi tu bổ chỉnh đốn lại những công việc cũ có sự gặp gỡ và hao tốn về giao thiệp ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở sức khỏe không tốt có tin buồn có tài lộc hoặc quà tặng tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc nếu có người đến đề nghị công việc hoặc hợp tác thì nên nhận lời có cuộc đi vui chơi ngắn hạn ngày thuận lợi cho việc kết bạn đính ước nên xem trọng tình cảm của người khác đối với mình có quý nhân đến giúp đỡ tài lộc còn chậm chạp dễ hao tử vi tuổi quý dậu, thuộc mệnh kim. Có sự chờ đợi chậm chạp, lô lắc về kết quả công việc hoặc có sự sai hẹn, rời hẹn cho các việc đã có dự tính từ trước. Tài lộc dễ có sự hao tốn về công việc hoặc vui chơi, tiệc tùng, quà tặng. Tử vi tuổi tuất. Nhờ đức tính cần cù, chịu khó nên bạn duy trì được nguồn thu nhập ổn định và hôm nay thêm chính tài giúp bạn tiết kiệm được kha khá tiền bạc để đảm bảo cho cuộc sống tương lai của mình sau này. Tuy nhiên, một mặt nào đấy cho thấy bạn đang quá an toàn rồi nhé, hãy thử thách bản thân thêm một chút nữa. Thổ Mộc xung khắc dự báo sẽ có thể gặp tiểu nhân, họ đang rình rập chờ cơ hội phá hoại bạn bất cứ lúc nào. Do đó, bạn nên làm việc chính đáng, thuận theo luật pháp để hạn chế nguy cơ bị hại bạn nhé. Ngoài ra, bạn cũng đừng dễ tin người quá dù họ là người thân của bạn. Hôm nay bản mệnh nên ưu tiên hướng Hỷ Thần, hướng Đông Bắc hoặc hướng Tài Thần, hướng Nam tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa tất cả mọi việc có liên quan đến giấy tờ văn tự đơn xin phải cực nhọc mới có kết quả nên cẩn trọng có sự sơ sót ngày thuận lợi cho việc tu bổ sửa sang bỏ những việc hoặc đồ đạc cũ có tài lộc có tin vui của bè bạn thân nhân ở xa làm gì cũng nên tự mình giải quyết mới có kết quả không nên tin vào người khác tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nếu đã có dự tính thay đổi thì phải tiến hành một cách chân thành và nhiệt tình không nên e ngại sự trắc trở trở ngại sẽ có kết quả tốt vào một ngày khác cũng không nên e ngại sự hao tốn hoặc phải bỏ công sức vì sẽ có người hiểu được mình có cuộc vui nhỏ tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc làm gì cũng không nên để mình bị ràng buộc áp lực rất dễ có những chuyện xảy ra làm đảo lộn tình thế khiến mình phải lo toan có cuộc đi ngắn ngày không nên quyết định mọi chuyện chưa phải là lúc kết thúc không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện dễ hao tốn tuy nhiên cũng gặp quý nhân giúp đỡ hoặc có chuyện vui Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim. Hãy để mọi sự việc xảy ra tự nhiên. Đã đến lúc tình thế thay đổi. Nên nhận công việc mới nếu có người đến đề nghị hợp tác. Có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm đồ đạc, vật dụng, nhà cửa. Có tài lộc nhưng hao tốn về giao thiệp, di chuyển. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ về công việc cũng như về tình cảm, gặp gỡ. Có cuộc vui ngắn, không nên bỏ giờ công việc dễ bị khiển trách. Tài lộc trung bình. tử vi tuổi hợi chính ấn mang tới cho người tuổi hợi thêm nhiều năng lượng để thực hiện những kế hoạch dự án đang giang dở khi bạn thể hiện được năng lực và được công nhận thì việc được thăng chức là điều dễ dàng xảy ra tự hình khiến bạn có những suy nghĩ mà trước đây bạn chưa từng nghĩ tới như mình là ai mình đang đóng vai trò gì trong cuộc đời đây không hẳn là suy nghĩ tiêu cực nếu bạn tìm ra câu trả lời bạn sẽ có động lực hơn để tiến xa hơn trên bậc thang sự nghiệp Hôm nay sức khỏe của bản mệnh không được tốt, muốn cơ thể khỏe mạnh hơn bạn phải kiên trì hơn trong việc theo đuổi lối sống lành mạnh như phải thể dục thường xuyên, chọn lựa đồ ăn phù hợp với thể trạng của mình. Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh Hỏa. Ngày tuổi của buồn mạng, có nhiều công việc, tin tức đến rất bận rộn phải lo toan giải quyết. Sức khỏe không tốt, có tin buồn về công danh, tài lộc, sức khỏe của thân nhân, bè bạn. Ngày khó có sự kết thúc như ý. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh Thổ ngày tuổi của buồn mạng nên dùng tình cảm để giải quyết mọi việc không nên có sự đương đầu nếu có thể giải quyết công việc bằng sự hao tốn tài lộc thì cũng nên sự việc chớ để kéo dài thêm nữa hao tốn về giao thiệp hoặc gặp gỡ thân nhân bè bạn tu bổ sửa chữa mua sắm tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc ngày tuổi của buồn mạng mọi việc nên cẩn trọng có tin buồn mọi việc đều nên nhẫn nhịn sức khỏe không tốt nên dùng tình cảm để giải quyết mọi việc không nên có sự đương đầu nếu có thể giải quyết công việc bằng sự hao tốn tài lộc thì cũng nên sự việc chớ để kéo dài thêm nữa hao tốn về giao thiệp hoặc gặp gỡ thân nhân bè bạn tu bổ sửa chữa mua sắm tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim ngày tuổi của bổn mạng hãy để mọi việc xảy ra tự nhiên không nên toan tính hoặc thay đổi tình trạng hiện tại ngày khó có sự kết thúc trong việc mong cầu tài lộc trung bình tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy ngày tuổi của bổn mạng dễ có sự hiểu lầm hoặc làm ơn mắc oán không nên nhúng tay vào chuyện người mọi việc nên để tự nhiên và cũng không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện dễ gặp sự phiền lòng hao tốn cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại